Ui, con cá thu đồng rồi. Ui. Trời ơi. Ơi. Nhìn nè. Trời ơi, nửa ký. Ôi trời ơi. Mới vô cái nó phê thì cái đó. Trời ơi, phải nói là khủng luôn mọi người. Nè. Hết biết cá rô. Đấy. Cái tay tôi nè to hơn cái tay tôi nha, dài. Ôi trời ơi, lần đầu tiên luôn á. Con này tầm nửa ký nha mọi người. Trời ơi, nó chạy. Tôi chưa ráp cái vợt nữa, tôi sợ nó xảy. Trời ơi, nó đã nuốt cái lưỡi luôn rồi. Đây rô đồng đẹp đẹp không á chứ. Hai ngón rồi không á chứ. Lâu lâu có con nửa ký mà ơi. Lâu lâu có con rô đồng nửa ký. Hả? Có không? Hai lần hả? Bữa được con hai lần hả? Đã ghê vậy. Như chiếc dép luôn hề. Hả? Như chiếc dép luôn hề. Đâu, hai lạng thì bỏ hơn cái mình hắn không thì bao hết. Mày coi con anh, con của anh mấy lạng. Chứ anh thấy để con mẹ đâu rồi. Ở dưới này á hả? Con được nửa ký không? Đủ món bự. Ăn hay đưa bổ tàu. Ăn bị ta cắt cái lưỡi vô rồi chứ ăn nuốt cái lưỡi cắt, rồi. Nuốt lưỡi luôn hả? Ta cắt cái cọng cước rồi. Đủ món cá rô này phải 6-7 lạng. Để tới về ta căng thử rồi sao. Nuốt cái lưỡi rồi. Má. Bỏ hồ bao đẹp luôn. Mới có hai lạng, mới có hai lạng à, con này nửa ký. Con này hơn. Cho lần thịt. Hả? Về đổ cá rô kia nghe. Đổ cá rô chạy. Cá rô mà sao mắc mẹ rồi xảy luôn rồi. Nữa rồi nơi. Trời ơi, lâu kiến rồi, rô đồng luôn, sắp đôi luôn. Kính thiệt. Được rô đồng bự. Cái thằng nó ở ngoài Lò Gạch á, nó ở Tây Ninh về, nó coi YouTube của anh, cái nó kêu anh ơi dắt em đi với. Nè, nó nè. Má rùa phi. Chạy. Ghê thiệt. Rô phi bao khỏe luôn ha. Bao chạy.
bàn tay mọi người. Xinh, mập. Con đáy không đây mà. Bên đây. Con Huy cả đó là nhiều rồi, đủ mọi dịch xuống lắm. Ăn chậm lắm, Rô Phi ăn chậm lắm. Bú cám nãy giờ đó chứ. Chờ nhịp xuống nhịp nữa không chịu nhịp luôn. Rô Phi nó biết ăn cám rồi, nó dậy thôi chứ mấy. Đủ má rồi mấy con Rô Phi già. Nó chạy, trời ơi nó chạy. Bên luôn. Dạ dạ dạ. Qua động bay gãy. Con. Qua động bay gãy bạn ơi. Để anh hàng. Trời ơi. Mấy bé hồng bông. Ê, 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 ê. Bậy rồi. Nó rô đồng. Con rô đồng cũng khủng bố à. Quá trời. Đưa tay vô biết rô đồng. Đây, rô đồng ở đây lọc. Bỏ ra chiếc dép đâu. Chiếc dép ra. Trời ơi. Ông Bình nó me bữa giờ mà nó me không được.